Đây là đài truyền hình SBTN Texas. Hiền Nhi xin kính chào quý khán giả và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế, Tài chánh và Xí nghiệp. Hiền Nhi xin trân trọng được giới thiệu đến với quý khán giả một lần nữa vị khách mời rất quen thuộc của chương trình, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Dạ vâng, chào cô. Dạ vâng, và Hiền Nhi xin kính chào giáo sư. Dạ vâng, chào. Kính thưa quý khán giả, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người đã có hai văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán. Ông đã có trên 20 năm làm giám đốc tài chính cho những xí nghiệp với lợi tức trên 1 tỷ đô la. Và hiện ông đang là giáo sư ngành MBA tại Keller Graduate School of Management. Và Hiền Nhi rất hân hạnh được làm việc cùng với giáo sư trong chương trình ngày dạ hôm vâng. nay. Tôi cũng rất hân hạnh làm việc với cô Hiền Nhi ạ. Dạ vâng, thưa giáo sư, trong cái thời gian vừa qua thì thị trường chứng khoán đã làm tốn không biết bao nhiêu là bút mực của báo chí cũng như là những cái phương tiện thông tin vì những cái thay đổi của thị trường chứng khoán. Và không biết là nền kinh tế có bị ảnh hưởng nhiều hay không thưa giáo sư? Dạ, thưa nền kinh tế dĩ nhiên là ảnh hưởng nhiều lắm và rất là vững mạnh thưa cô. Stock market của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đi lên và lên rất là cao. Và nó đã lôi luôn cái tất cả stock market của toàn cầu nữa chứ không phải của Hoa Kỳ không. Lần đầu tiên Dow Jones lên khỏi cái mức 26.000 và S&P 500 thì 2.800 qua khỏi cái mức 2.800, trong khi đó Nasdaq là trên cái mức 7.300, rất là rất mạnh. Mà quan trọng hơn hết nữa là giá dầu thô đứng khỏi cái mức loại 60 đô la một thùng rất nhiều, có khi lên tới 63, 64 đô la. Giá vàng vẫn ở cái mức cao là 1.300. Mặc dầu vào vào đầu năm nay đó, thì tin tức cho thấy rằng gọi là chính phủ liên bang phải shutdown là tại thiếu tiền, nhưng mà nó không ảnh hưởng stock market tí nào hết cả. Dạ vâng, thưa giáo sư, và với cái việc mà Dow Jones tăng lên tới con mức 26.000 điểm là việc chưa bao giờ có trong lịch sử, phải không thưa giáo sư? Thì vì đâu mà nó có một con số tăng vọt như vậy? Có phải là vì cái dự luật thuế vừa mới được thông qua của Tổng thống Trump không thưa giáo sư? Dạ vâng, dạ thưa, tất cả nó đều ảnh hưởng chung với nhau. Thứ nhất á, là những cái nền kinh tế của chung quanh toàn cầu đó, hồi xưa có chỗ này chỗ này yếu chỗ này mạnh, nhưng mà gần như chung quy những đại cường quốc kinh tế đều mạnh hết đó. Những công ty đó dĩ nhiên họ có chi nhánh, họ có cái subsidiary ở những quốc gia khác đó. Rồi luật thuế vụ của Tổng thống Trump là một cái điều rất là mạnh, nhưng mà tôi hình như nhớ rằng stock market đã bắt đầu lên từ ngày Tổng thống Trump lên rồi, chứ không phải là cái luật thuế vụ chỉ ban hành vào cuối năm 2017 thôi. Họ nó lên nhiều á là tại vì thứ nhất là họ tin tưởng rằng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ vững chắc, không có gì lo sợ. Họ tin tưởng rằng tiền lãi sẽ vẫn giữ thấp, mức thất nghiệp thấp, và nhất là cái lòng tự tin của giới đầu tư rồi của người tiêu thụ nữa. Nó nhiều yếu tố đi chung lắm. Dạ vâng thưa giáo sư, và được biết là cái luật thuế vụ này nó có nhiều lợi thế cho những công ty lớn, những corporate, và với cái tình trạng mà quốc gia đang nợ nần chồng chất, thiếu tiền như vậy, thì cái luật thuế này lại càng làm cho cái món nợ đó nó càng khổng lồ hơn nữa, lên tới cái con số là 1.5 ngàn tỷ, phải không? 1.5 trillion, phải không thiếu, thưa giáo sư? Gọi là tăng thêm cái mức thiếu hụt của ngân sách quốc gia. Dạ vâng. Dạ. Có nghĩa là luật thuế vụ này đó, tại vì á, những nhà gọi là kinh tế gia có gọi là giải Nobel Prize á, họ đều tiên đoán, họ rồi Congressional Budget Office nữa, CBO, họ nói rằng theo những cái estimate á, thì luật thuế vụ đó được ban hành ra giảm thuế cho công ty, họ giảm thuế cho cá nhân, giảm thuế cho triệu phú, cho tỷ phú, đủ thứ hết. Nhưng mà họ tiên đoán rằng với những cái điều này á, cái bài toán nó rất là phức tạp, thì nó kích thích nền kinh tế bao nhiêu. Tổng thống Trump nói rằng cái luật thuế vụ này sẽ kích thích nền kinh tế, sẽ đưa cái GDP lên thêm nữa là 2% cho tới 3%. Họ nói không thể nào được hết. Cao cho lắm là 0.4% thôi, 0.5% thôi. Thì với cái mức GDP mà nếu mà gia tăng lên, thì có nghĩa là sao? Là nền kinh tế phát triển thì công ty bành trướng thì công ty có tiền thì đóng thuế thêm. Người dân họ có tiền họ đóng thuế thêm. Nhưng mà cái mức giảm thuế nó nhiều như vậy mà đóng thuế thêm có bao nhiêu đây, thì cái net net á, vẫn là thâm hụt ngân sách quốc gia 1
1.5 ngàn tỷ đô la. Yeah. Đó là cái mức tại vì hiện tại đó thưa quý vị, cái gọi là cái mức gọi là nợ của quốc gia Hoa Kỳ đó nó ngang hàng với lại tổng lợi sản quốc gia. GDP của Hoa Kỳ bao nhiêu thì họ thiếu nợ bấy nhiêu. Đó. Tới 17-18 ngàn tỷ. Đó. Cái federal budget của Hoa Kỳ đó mỗi năm đó, cái tiền thu và tiền chi đó thiếu 1.000 tỷ đô la mỗi năm. Cho nên đó là lý do mà federal government shutdown là như vậy, là tại vì hai đảng họ chơi trò chính trị với nhau và họ nói không cho vay mượn nữa thì phải shutdown 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần gì đó, nhưng mà trước sau thì họ cũng mở trở lại thôi. Đó là một cái đòn chính trị thôi cô. Dạ vâng, thưa giáo sư. Đảng Dân Chủ dùng cái chính sách mà government shutdown để đóng cửa những cái cơ quan quốc gia. Thì cơ quan nào bị ảnh hưởng trầm trọng nhất? Và là có ảnh hưởng đến cái vấn đề về an ninh quốc phòng không thưa giáo sư? Dạ vâng. Thưa thứ nhất đó là sở dĩ đảng Dân Chủ họ làm như vậy đó. Đảng Cộng Hòa thì Hạ Viện đó, họ đã biểu quyết, họ nói rằng extend cái federal government tới giữa tháng 2. Rồi sau đó có thời giờ bàn thêm. Nhưng mà cái đó phải thông qua Thượng viện. Mà Thượng viện thì cái số gọi là đảng Cộng Hòa với Dân Chủ nó xấp xỉ nhau, mặc dù Cộng Hòa họ nắm. Nhưng mà phải cần 60 cái phiếu. Mà trong đó có 3 senator của đảng Cộng Hòa họ không đi theo. Cho nên nó không đủ. Cho nên chính phủ liên bang phải đóng cửa. Mà đóng cửa đây đó, là tại vì họ survey đó, người ta lấy thống kê đó, nếu federal government shutdown đó, thì dân chúng sẽ đổ lỗi cho ai? Họ nói đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa. Cho nên đảng Dân Chủ bây giờ họ không có, họ đánh bằng cờ tướng mà họ hết nước để chiếu tướng rồi. Thì họ nói phải dùng cái trò này. Là tại sao? Là tại đóng cửa lại, Hạ Viện là đảng Cộng Hòa, Thượng Viện là đảng Cộng Hòa, Tòa Bá Đốc đảng Cộng Hòa, mà đóng cửa thì tất nhiên là lỗi đảng Cộng Hòa chứ còn ai nữa. Đó là cái đường lối họ làm. Nhưng mà mình nên nhớ rằng đó, khi mà federal government shutdown nó, cô Hiền Nhi, là những người nhân viên mà lãnh salary đó, khi mở ra lại họ vẫn lên lương như thường, không thành vấn đề. Chỉ có những người contractor hay là những người trả liên lương từng giờ đó thì không trả tiền cho họ trong thời gian đó thôi. Cái ảnh hưởng nó bao nhiêu, tại vì lương cũng phải trả như thường thôi. Thì những cơ quan nào bị ảnh hưởng, ví dụ như Bộ Quốc phòng đó, thì những cái người lính, những người quân nhân đang tại ngũ không ảnh hưởng hoàn toàn. Department Homeland Security, Bộ Nội an không ảnh hưởng. Nhưng mà những cái department, những cái bộ mà bị đóng cửa đó, ví dụ như IRS đóng cửa nè, rồi Bộ Thương mại, Department of Commerce, Department of Health là có nghĩa là bộ gọi là bộ y tế nhưng mà của liên bang kìa. Dạ vâng. Liên bang chứ không ảnh hưởng gì nhà thương hay là những cái hệ thống đó. Rồi những cái cơ quan như là EPA là theo dõi môi trường của ở trong nhà quốc gia đó. Đó là những department của federal đóng cửa. Nó là như vậy thưa cô. Dạ vâng. Và thưa giáo sư, nhìn chung á, thì cái nhiệm kỳ này của Tổng thống Trump cũng có những cái điểm son của ông đã tạo ra. Với cái luật thuế vụ khi mà người dân phải trả thuế ít hơn. Nhưng mà ông lại không có được lòng người dân bằng những cái nhiệm kỳ tổng thống khác. Thì tại sao lại có một cái sự mâu thuẫn như vậy hả thưa giáo sư? Dạ vâng. Dạ thưa mình cứ nhìn theo đó là ông Trump ông đi những cái đường... nó rất là, tôi nghĩ là trên phương diện kinh tế nó táo bạo, nó hữu hiệu, nhưng mà vì câu nói của ông, ăn nói ông nó bừa bãi quá đi. Dân chúng Hoa Kỳ mình đã nhớ rằng đó, cái dân tộc tính của Hoa Kỳ đó, họ ảnh hưởng vào Hollywood nhiều, họ ảnh hưởng vào cái emotion, cái cảm nhận, và họ ảnh hưởng vào cái personality nhiều. Đó là lý do mà Tổng thống Obama được thắng cử là vậy, vì ông thật sự bắt đầu ông trước khi ông trở thành tổng thống không làm một cái gì hết á, chỉ là một người Harvard luật sư thôi, rồi ông làm từ thiện, ông làm một người duy như senator rất là trẻ trong Senate nữa. Nhưng mà cách ông nói nó hay, thành ra tổng thống Trump ngược lại, những cái gì mà dân chúng ghét nhất thì ông đều nói hết, ông nói chẳng cần bất kể cho ai đó. Nhưng mà ngược lại là khi mà giảm thuế thì họ thích. Thì hỏi nền kinh tế họ tin tưởng không? Họ tin tưởng. Họ tiêu xài, họ thấy nền kinh tế lên, công ăn việc làm tên, họ thích, nhưng họ vẫn ghét ông. Hai cái điều nó không đi chung nhau. Dạ vâng. Và
Một trong những cái điều mà một cái hiện tượng lớn khi mà cái luật thuế mới được ban hành đó là những cái công ty tại Hoa Kỳ khuyến khích đem những cái cơ sở tại ngoại quốc về lại quốc gia Hoa Kỳ và đem tiền về lại Hoa Kỳ. Nhưng mà trong lúc đó thì cũng có rất là nhiều những cái tập đoàn là khai lỗ và cũng đã bị trừ thuế rất là nặng trong cái năm 2017 vừa qua. Thì tại sao lại có những cái hiện tượng như vậy thưa giáo sư? Dạ vâng. Thưa theo những cái study gần đây đó, họ cho thấy đó là những công ty mà họ giữ tiền cái lợi nhuận, tại vì mình đã nhớ rằng những công ty của Hoa Kỳ đó họ có subsidiary ở ngoại quốc hay họ chi nhánh ngoại quốc, nhưng mà họ một cái legal setup á là tiền những công ty đó như là biệt lập, họ có thể giữ lợi nhuận lợi cát ở ngoài để khỏi đóng thuế. Thì hiện giờ họ ước đoán là khoảng 2.5 ngàn tỷ đô la, $2.5 trillion cash đang nằm ở ngoài quốc á. Dạ, vâng. Thì tổng thống Trump nói rằng bây giờ luật thuế vụ của năm 2017 đó so với 2018 cho những công ty đó thì cái thuế cao nhất của những công ty đóng là 35%, 2018 xuống còn 21% mà đó, thì nó sẽ giảm thuế nhiều lắm đó. Rồi họ nói là nhưng mà năm 2018 chúng tôi sẽ cho một lần cơ hội duy nhất, những công ty nào mà giữ tiền ngoài đó bây giờ đem về đó sẽ đóng thuế thấp chứ không phải là đóng thuế cao. Dạ, thành ra những thấp công ty hơn đó con số 21% phải không? Thấp hơn, dạ. Dạ. Kéo về rất là nhiều. Đó, thành ra những công ty đó bây giờ lần lượt ồ ạt họ sẽ đem về. Họ đem về bây giờ tiền dư nhiều, những công ty Mỹ bây giờ nó tiền nhiều lắm mà chưa có mướn nhân viên nhiều, mà họ đầu tư vào máy móc cũng nhiều, bây giờ tiền trở về ồ ạt họ làm gì thì tất nhiên họ phải bành trướng. Dạ. Và họ bành trướng là họ mướn người công ăn việc làm. Đó là cái điều mà tôi nghĩ là rất là hay của luật thuế vụ này, của tổng thống Trump này. Dạ. Nhưng mà một trong những cái điều họ không lường được, họ không ngờ được đó là những công ty hiện tại của Hoa Kỳ đó, ví dụ như Citicorp, General Motors đó, năm 2017 họ khai lỗ 22 tỷ, 30 tỷ, 40 tỷ, họ khai lỗ cuối năm 2017. Dạ vâng. Họ khai tại sao? Họ nói nếu mình khai lỗ mà mình trừ thuế với cái rate là 35% nó lợi hơn, phải không? Thì tất nhiên mình khai lỗ với cái thuế 35% mà mình không xài hết cái tax refund đó, mình giống như là tập đoàn của ông Trump vậy, gia tài của ông hay là những cái bất động sản của ông đó. Dạ vâng. Ông khai lỗ những cái lúc mà real estate nó xuống cho nên cả 10 năm không đóng thuế. Những công ty này hồi xưa tới giờ đó là họ rất là sợ khai lỗ. Một khi mà không phải là khai lỗ không nữa, mà khai mà lợi nhuận lợi tức thấp một tí xíu là stock nó xuống liền. Cái này chẳng những họ khai lỗ mà họ còn tuyên bố ồ ạt nữa, chúng tôi khai lỗ tốt lắm. Là tại vì tôi lợi dụng cái luật thuế vụ mới, chúng tôi khai lỗ nhưng mà để chúng tôi không đóng thuế cả 5-10 năm trước sao thì stock nó lại lên. Cái người đầu tư lại thích nữa. Đó, thành ra ồ ạt thay lỗ thì như vậy đó là ngân sách quốc gia sẽ bị thâm thủng dữ lắm. Dạ vâng. Thâm thủng kinh khủng lắm. 10 năm tới không, những công ty lớn không đóng thuế. Đó là cái mức mà tôi nghĩ rằng chính phủ liên bang Hoa Kỳ họ không lường trước nó là bao nhiêu. Tại đâu có biết những công ty đó họ sẽ có thanh tra điều tra coi đúng hay không. Cái điều này không ai lường được hết. Dạ vâng. Thành ra cộng thêm cái 1.5 ngàn tỷ đô la mà thiếu hụt của luật thuế vụ mới, những công ty khai lỗ này sẽ không đóng thuế cả 10 năm nữa, mà toàn là những đại công ty tập đoàn không. Nó cái mức 1.5 ngàn tỷ đô la nó còn gia tăng nhiều hơn nữa. Dạ, để thâm thủng cái ngân sách quốc gia. Và sẽ dẫn đến một cái tương lai không mấy là tốt đẹp. Dạ. Khi mà chúng ta nợ ngập đầu, phải không? Dạ, thưa giáo sư. Dạ. Và trong khi đó thì có một cái thông tin cho rằng Hoa Kỳ sắp tới đây sẽ vượt mặt qua những quốc gia Ả Rập, Saudi, Vương quốc Saudi và trở thành một trong những quốc gia sản xuất dầu hỏa nhiều nhất thế giới, phải không thưa giáo sư? Vâng. Yeah. Và quả thật là với những cái quốc gia Ả Rập hay là Vương quốc Saudi, trước bây giờ chúng ta được biết là người ta giàu lên nhờ dầu hỏa. Đúng rồi. Mà đến bây giờ Hoa Kỳ đã vượt mặt như vậy, nên kỹ nghệ dầu hỏa của Hoa Kỳ chắc hẳn là đang trên đà đi lên, phải không thưa giáo sư? Dạ, sẽ đi lên nhiều lắm. Là tại vì cô Hiền Nhi biết là Tổng thống Trump đó gần đây đó đã kêu gọi quốc hội đó
hãy cho phép những cái công ty mà khai thác dầu hỏa ở vùng vịnh và biển ở biển ở ngoài khơi xa đó, chung quanh Hoa Kỳ hết, Hoa Kỳ xứ Hoa Kỳ bao bọc một bãi biển nhiều lắm. Dạ, vâng. Nhưng mà gần đây ông lại rút lui lại, nó thôi Florida miễn, tại đó chỗ người ta tắm biển nhiều, thành phố cái tiểu bang đó. Và cũng là mà, nơi ông có rất là nhiều những cái vacation home, đó đó, những cái khách home. Sạn. Mà như tôi nhớ là công ty BP đó mà nó làm loan dầu là nguyên cái vùng biển nó cả biển đó cả chục năm cũng chưa clean up được. Thành ra ông nói thôi miễn Florida, nhưng mà cho hết. Thì cái đó là tương lai 10 năm sau là, nhưng mà nó còn nhiều nữa. Nhưng mà hiện tại là họ tiên đoán rằng năm 2018, Hoa Kỳ trong quá khứ, trong 4 năm năm nay rồi, 18, 19, 10 với lại Vương quốc Saudi. Nhưng mà năm 2018 là năm đầu tiên Hoa Kỳ vượt qua khỏi Vương quốc Saudi về dầu hỏa. Còn nếu mà tính dầu khí thì vượt xa lắm. Cái natural gas production xa lắm. Dạ vâng. Thì những cái công ty mà sản xuất dầu hỏa nhiều nhất là Hoa Kỳ năm 2018, Saudi 19, 10 trồng đèn với nhau. Kế đến là Nga Xô. Ví dụ như Saudi đó sản xuất 12.000 thùng, 12 triệu thùng một ngày. 12 triệu thùng một ngày. Dạ vâng. Thì Nga Xô 10 triệu thùng một ngày. Đó. Thì Hoa Kỳ, Saudi, Nga Xô, còn Trung Quốc 4 triệu thùng một ngày thôi. Xa lắm, thua xa lắm. Rồi mấy xứ Trung Đông khác cũng 3 triệu, 4 triệu, rất là ít. Iran 1 triệu, 2 triệu mấy, 3 triệu, rất là ít. Những ba cái xứ đó là sản xuất dầu hỏa nhiều nhất. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và với cái cương vị là người tiêu dùng, thì với cái việc mà Hoa Kỳ sản xuất nhiều như vậy, thì có phải là giá xăng tại Hoa Kỳ sẽ rẻ đi không thưa giáo sư? Dạ vâng, dạ rẻ đi. Nhưng mà sở dĩ năm nay đó, năm nay Hoa Kỳ sẽ gia tăng sản xuất hơn là tại thật giá dầu thô như cô thấy đó hiện giờ đang ở mức 63 đô la một thùng dầu thô. Đường dài sẽ giảm bớt đi. Và chưa kể đến đó, là những cái xe mà họ tuyên bố vào năm 2020 đó, gần như tất cả xe sẽ chạy bằng điện rất nhiều, ít có xăng lắm. Thì cái đó sẽ giảm cái mức tiêu thụ của cái mức cung của cầu. Có nghĩa là mức gọi là sản xuất gia tăng nhiều mà mức gọi là tiêu thụ lại thấp. Thì giá chắc chắn là phải rẻ xuống. Dạ vâng, thưa giáo sư, đây cũng là một cái tin vui cho những người tiêu dùng. Và đặc biệt là quý vị nào mà muốn thích đi road trip, thích đi chơi, thích đi travel, thì quý vị sẽ không phải trả rất là nhiều cho cái tiền đó nữa. Và đến đây thì thời gian của chương trình Kinh tế, Tài chánh và Xí nghiệp cũng không còn nữa. Hiền Nhi rất cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Vũ Lộc đã luôn mang đến những thông tin rất là thú vị và rất là bổ ích cho chương trình. Xin kính chúc giáo sư thật là nhiều sức khỏe và xin kính hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới. Dạ vâng.